Chị muốn cho nó hết nhanh ấy thì thả vào cái chuồng gà ấy. Đây là cái nội tạng của hai con vịt. À nó tan ra rồi. Thế là thành rồi đấy. Ốc này là ốc đá này, này nhỉ. Ngon đấy. Chào ông bà nhá. Vâng. Đây là mấy chị em đang lên giúp nhà Sang đây. Chào tất cả các cán bộ nhá. Ui dồi ôi, hôm nay sạc căng sao mà mặt nó vẫn đỏ hết kìa. Không phải ngủ chưa? À. Về trời nắng quá. À thế à? Ô thế còn cái đằng trên này chưa tháo hả anh? Vâng. Cái đằng này chưa tháo à? Chưa tháo rồi anh. À. Làm chứng viên sợ không kịp sợ nó mưa. À sợ nó không kịp nó mưa ấy gì? Phải. Mưa thì hỏng lắm anh ạ. Mưa là hỏng ấy. Mưa hỏng hết đồ trong nhà đấy nhỉ? Chính đầu. Chính đầu là anh em rất cẩn thận. Cứ kín đáo như thế tránh mưa là tốt hơn. Dính một phát là dính một trận mưa là hốt rồi đúng không? Rút kinh nghiệm rồi. À, đây là bên nhà bếp đang chuẩn bị mùa nhậu cho anh em. Vịt đấy. Vịt tự nuôi đấy. Vịt tự nuôi à? Vâng. Trên này à? Tự nuôi đấy. Thế là món gì đây? Cũng là món hắm à? Vâng, hắm này. Là tiết canh này. À còn đánh tiết canh à? Vâng. À thế. Thế là có đổi món rồi. Đổi món đó là làm tiết canh. Có món tiết canh. Thì nuôi thì tiết canh ăn được. Vâng. Ở đây được cái nước nuôi là thoải mái nhỉ? Vâng. Nước này là nước trên khe xuống hả? Nước của nhà nước làm cho. Nước của nhà nước làm cho gì? À thế tốt quá. Đấy, cảm ơn đảng và nhà nước đã làm cho cái nước sạch. Thấy mấy cái nhà ở đầu bản kia không có nước phải ăn cái nước ở cái khe nhỏ nhỏ ấy. Vâng. Nước đấy không uống được đâu, nước uống phải đi múc trên cái bó có khổ lên bản cơ. À thế ạ. Nước này là nước sạch uống được ấy chứ đúng không? Vâng, uống được. Vâng. Ê, nhà này lại còn có cả món ốc cơ à? Món ốc. Ốc này là chiều có nấu luôn đây không đấy? Rồi ạ. À. Này, này cái này em tự đi bắt à? Vâng. Ốc này là ốc đá này, này nhỉ? Ngon đấy. Cái này luộc lên rồi xào với giấm bỗng ngon lắm. Sáng nay là anh em mà sạc hơi căng đâm ra chiều làm hơi oải. Chiều này làm căng hơn sáng ấy. À thế à? Chiều này căng hơn chứ. Vận chuyển ngói chiều nay là làm căng hơn. Vận chuyển ngói nó xa hơn. À vận ngói chuyển ngói từ dưới đường lên nó xa vất vả nhỉ. À, chiều nay là anh em vận chuyển cái nó mệt hơn bởi vì là phải bê từ cái bờ lô xi măng từ dưới đường lên nhà phía trên này. Lúc sáng thì nó ngay gần đường đâm ra là đi nó dễ. Đâm ra là chiều nay thấy ba nào cũng vẻ hơi mệt mệt, hóa ra là bê từ dưới đường lên vất vả hơn. Mấy cái viên ngói này mà lợp trúng trâu vẫn được mà đúng không? Được hết. Anh em gõ cẩn thận ra. Mình đóng kinh rồi, tháo ra nó vỡ hết mà. À, tháo ra nó vỡ hết. Ôi, cho 1 mét cả. Để lợp cái nhà bếp ơi. À, thế cũng được. Mày mưa nhỏ. Vâng. Mày mưng cả. Ăn mẹ. Ô rồi heo tổn đấy. Đấy, nhà bếp thì cũng thủng hết rồi. Tự nghỉ. Kéo lên á. Kéo lên cho vào cái chỗ này á. Chắc là trời này không mưa được đâu nhỉ. Yeah. Mình lo lo xa thôi chứ không mưa đâu. Dự phòng thôi. Dự phòng. Cẩn thận vẫn hơn đúng không? Đây. Nhặt vào đây.
Có một người đứng ở dưới ngắm xem nó hoa tiêu. Thẳng đấy. Tí nữa mà lệch tối đâu là phạt cái bác ở dưới kia. Tối phạt rượu đấy. Tối phạt rượu đấy. Thẳng rồi. Ở dưới phải ấy vào. Nếu mà không biết ở dưới không biết làm lên đi. Để mình xuống dưới cho đúng không? Bánh mày một cái đó. Ừ, chú có phân nì hát thùng lỏng biết không? Tôi hết gói bò rồi nữa à? Cái nhà ở đây bốn xung quanh bà con vẫn ôm bằng những cây tre này. Chiều đang bật lông vịt để chuẩn bị cho bữa cơm chiều mời anh em thợ đây. Cái lông vịt này nhá, mấy cái lông măng kia. Chị mà muốn cho nó hết nhanh ấy, chị thả vào cái chuồng gà ấy. Sau mấy con gà nó mổ một lúc là hết rồi. À, thật mà. Con gà nó hay mổ cái đấy. Cái chán của chị là chị làm cái gì ở chán tròn tròn như thế này? Chị đau đầu. À đau đầu à? Vâng, đau đầu. Em tưởng là chị xăm lên chán. Xăm đâu. Chị sáng nay cái răng vàng kia là cái này mà hết hết gạo là bỏ cái răng vàng ấy bán ối tiền đấy nhỉ. Đúng không? Thì có giá lắm ấy. Thì có giá lắm. Có giá. Em gái đang đun nồi vịt luộc đây. Chín chưa? Được. À đây. Đấy, chín rồi này. Rồi vớt ra đi không nó mềm quá. Này tí thả ý đấy vào làm canh nhỉ. Đấy rau để làm khe. Cái đỗ này là nhà mình tự trồng luôn à? Tự trồng ạ. À. Cái đỗ này là nhà mình tự trồng luôn chứ đúng không? Vâng, tự trồng rồi chú ạ. Thế bé cái học lớp mấy rồi? Cháu học lớp 2 ạ. Lớp 2 à? À. Thế bằng con trai chú, con trai chú học lớp 2. Ơ che che mấy con vịt kia vào đi. Cất mấy con vịt đi. Ui, nó giữ cái bếp ra nó mùi. À nó bay vào. Lửa nó á. Cùm nó ra cái, cháy nó ra cái. Cây này nhìn như kiểu là cây lộc vừng ấy nhỉ? Đúng rồi đấy. À đấy ạ. Đúng nó này. Nó cái cành này nó dài quá đúng không? Dài quá. Chĩa ra đây, đâm ra là bị chặt đi. Cái lá này mà ăn cuốn với lại là ghém ăn cũng được đấy chứ. Đúng rồi. Vâng. Ghém măng, ghém thịt, ghém nộ. Vâng, ngon phết đấy. Đấy. Cái đặc biệt. Vâng. Đây thôi, chắc này mít mật này. Mít dai. Mít dai à? Vâng. Anh thì bổ xong có ăn được không? Em vặt xong rồi em để quên cúp xe ăn. Bổ ra mấy trẻ con nó ăn. Mít mật đâu? Mít mít này mít dai. Chứ mít mật thì chắc là hỏng rồi chứ nhỉ? Mít dai đấy cháu ạ. Vâng. Mít dai. Hôm nọ cháu vào nhà thằng cu em. Hôm đấy cháu không biết nó là mít mật hay mít dai. Ngon đấy. Bác cô sờ vào bác biết rồi. À thế ạ. Vâng. Mít này là mít Lào Cai đây. Đấy, Lào Cai ngon lắm em ạ. Quả mít này là hôm nọ vào nhà em trình tường TV chơi thế là em mới vặt cho mấy quả mít. Nhà tường nhân. Các chú đồ đấy mít để cho các cháu ăn đấy. Vâng. Ăn mít này nó hơi nóng một tí thôi nhỉ. Vâng. Ủa mất ăn ý dáng này thế này. Chết chết quả đúng không chú? Dạ. Có chị bổ hết đi, bổ hết cho mọi người ăn đi. Hết hết rồi. Vâng. Bổ hết đi. Đây đi, đấy
Đấy, mít này ngon chưa? Ngon. Ngon đấy. Vàng ươm luôn. Mít không hạt đấy. À có hạt chứ. Bà các chú các anh nghỉ giải lao ăn mít một tí đã. Đâu mà anh? Bà có thích ăn mít không bà? Bà ơi. Bà có. Cụ ấy. Cụ ấy. Cụ. Bà cụ có thích ăn mít không? Bà có. Có. Thế cụ năm nay là chín mấy tuổi rồi ạ? 91, 92. 95 hả? 95 hả? 95 rồi. Ồ, thế là nhìn cụ vẫn phong độ nha. Cụ còn khỏe lắm. Vâng, còn khỏe lắm. Chết đó rồi, chén. Cụ lầm cầm rồi. Nói gì trước không quên sau rồi. Thế ạ? Vâng. Như thế là vẫn là phong độ rồi. Tuyệt vời. Cái này có ngọt không đây? Ăn thử mới biết được. Nếu không ngọt thì chứ muối nha. Nếu không ngọt thì cho thêm đường. Ăn trước, chỉ đi chén ăn. Vâng, mời cụ ăn trước đi. Mấy thanh niên ăn chứ, ăn đi cu, mấy cu nhỏ nhỏ ăn đi. Tiến, kia này kia. Ngon không? Ngon. Ngon không, ngon không cu? Ngon không? Trả lời đủ bảo ơi. Ngon. Có ngon không? Thanh niên này là học lớp 5 đúng không nhỉ? 5. Con cả đấy. Con cả. Kinh cá. Ở trên này là vùng cao, xứ lạnh nên là cái mít nó không được. Ngon lắm, ngon lắm. Ngon không anh? À. Ê mấy bé ra đây ăn mít này. Con vào đây. Vào đây mít ngon lắm. Là không có bọc trứng gà đấy không anh? Giờ các bạn bọc trứng gà. Mấy đứa nó đang ngại. Bán đi bà. Ngọt phết nhỉ? Ngon. Vâng. Có đi ăn mít đi anh ơi. Ở trên này cái trình xứ lạnh ít thua mít đúng không? Nó cái mà cũng hồi nhưng mà ít có. Đã hạn thì cũng so rồi. Có mà có ăn cho nó ngon. Ngon, quả nào ngon. Quá ta đi nó bên, có chè còn chín đâu. Chín men. Chín men lạ. Chín đây à. Tính men mết lắm hả? Bắt cho nó vào bàn cua mềm. Cắt mấy nó còn hơn nữa, mấy nó bao giờ. Cơ bản là cũng xong rồi, bây giờ còn cái bếp ở phía đằng kia nữa thôi. Từ từ từ, rơi mất cái quần áo. Ấy. Ôi, 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 cái này là cây trứng gà đúng không nhỉ? Lê Kim Mai đúng không? Oh my God.
Đây là cái nội tạng của hai con vịt. Bây giờ em gái đây sẽ xào với đỗ nhé. Bếp này có ánh sáng xiên rất là đẹp. Nè, xào mấy cái gì đây em? Cho lá rừng mà. Ờ. Thì nó sẽ thơm hơn lá, lá hành. Đấy, em xinh gái đang xào thịt này. Quay mặt lại đây nào. Ngại à? Trung đang ngại. Đông chú đang đấy. Đông rồi, cháu bảo đông rồi mà nhỉ. Đông rồi, đánh cái tàn ra. Đánh cái một tàn ra. Thằng này chơi con mới. Cái tiết này chú hãm lâu quá rồi, đâm ra nó bị đông lại. Bây giờ chú lại đang quấy như nó quấy như nó tơi ra thôi. để đấy, hãm từ lúc 2:30 thì sao mà bây giờ đã 6:00 rồi, 6:30 rồi. Nhưng mà cho luôn vào đây đúng không? Cho nhân vào giống như ở món hãm mà hãm sống đúng không? Chứ không phải tiết cay nữa. Món hắn sống này con này. Rang bằng ươm thì mới cho vào. Thế để nhân nó. Nó ngủ hết tích cành chuẩn nè. Cành riết quá, ăn thì rất thuẩn nè. Không chuẩn nói cái đấy, không chuẩn nói. Không đánh ăn tiết ăn đồ thì đầu tiên cái cơ phải làm nhân nó thật là ngủ. Làm này sợ đau mũi. Không có thành ấm. Không có đúng được không? Xong phải con lạc nữa. Cái dưới kia thì không bị đông nữa đúng không? Lớp sắn này quá. Sa run thế các bạn. Còn cho ớt vào đây. Cô cần thái đâu cho thành quả thành quả vào đi. Bổ bố. Thái ra nó. Bổ thành bố thế. Thì ông nào bở một miếng mà chúng ớt được thôi. Đúng rồi. Ớt là ớt không cay đâu mà. Không cay, ớt nào ớt chẳng cay. Gái nào mà giờ gái chẳng hay ghen chồng. Ớt này ngọt thôi mà. Nhiều còn ngọt này phải. Cái bạn này ớt ngọt mà này. Anh đi có bốc phết đáy đến hoài với bữa nè nè. Nhiều ok. Nằm tạ, nằm xù đẹp. Cái dưới kia khi thành kìa. Khả năng cái bát kia được đấy. Đấy, khả năng cái bát này thì được này. Cho vào tủ lạnh không đông thì cho vào tủ lạnh cho nó đông. Cho vào tủ đá vậy. Cho vào tủ đá nó đông thằng em. Nhiều nước quá, cái này nhiều muối quá không đông. Đánh mạnh lên. Muối tô chuẩn nè. Nó xây nào đây. Mình tiết ý lên. Con gà kia đại ca ấy, đánh tích cho anh nhỉ. À nó tan ra rồi. Giờ thành rồi đấy. Người già thì hơi yếu đi. Rồi. Mân ta nó lại chuẩn á? Mân này nào mà chuẩn kín cả thì có mân. Cái này lâu mới được. Để lâu nó mới đông á? Cái này được còn gì nữa? Ừ cái đấy đông mà. Cũng đông mà. Ôi loãng quá. Loãng nhưng mà vẫn đông đấy. Kiểu gì ấy nhỉ? Kiểu gì đánh lại mà nó cái này là nó đông rồi, rồi bóp ra kiểu gì đấy này. Đây là nghĩa là món tiết canh đây này, não nhất mọi đây đông rồi đông rồi được đây. Cái này không phải lung đâu chứ. Cái này bảo hàng phố cổ mất ra tìm cái luôn quấy héo này nè. Mà trên này không nhận là hơi nhiều muỗi nhá. Mình bị cắn nhiều quá rồi. Muỗi nhưng mà trên này nó không biết cắn đâu. Người lạ mới cắn thôi. Người lạ nó mới cắn rồi. Thật đấy. Người lạ thì mới cắn ấu ấu nhó phần vào đúng là nó. Mày lo đi. Ý
mắt nó căng mắt thứ nhất là tốt sản xuất nó na. Việt Nam có tí mắt thủy phù. Tối về càng nhiều muối. Chụp dây xong đất thủy phù ăn luôn. Đúng rồi. Chuyện ăn bé lươn lắm, nóng quá. Thật giống dân chuyên nghiệp nhà hàng phết. Trước luyện ở đâu đây? Đâu. Trò mẹ nữa xong quay lên. Ơ sao ngủ cò. Ồ sao biết chủ tài nè. Ba chủ tài á. Chủ tài. Xong. Ôi. Ui. Nhá, đấy thịt rơi nước thổi phù để ăn đấy. Thịt lợn dài. Thì canh này chắc không thành đâu chứ. À cũng đông rồi này. Đông chứ. Đông 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 đông. Mời nhà nhà nhà. À đây chú mua sang. Mình phải nhá. Lấy cơm rồi. Chú lấy cơm chú mua được à? Bên nào đâu? Em bỏ đây một tí chứ. Đây nhá. Vâng vâng vâng. Cảm ơn. Cảm ơn. Thực ra là cái món quà này là cũng một vài người bạn của em ở bên nước ngoài gửi về. Đó là có thay mặt gia đình xin dành cảm ơn chị Hiền này, với lại là chị gì nhờ? Đây, chờ một chút nha. À, chị Hiền này với là chị Nguyễn Thị Sim. Chị Nguyễn Thị Sim và chị Nguyễn Thị Giấc là hai em của chị Hiền ở bên Canada. Thôi, chúc sức khỏe. Rồi, cảm ơn các chị nhá. Đây em uống giúp các chị một chén rượu này nhá. Vâng. Cảm ơn. Vâng. Hết luôn nhá anh nhá. Hết luôn nhá. Vâng. 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 Xin chào, cảm ơn. Xin chào các bạn. Xuống ăn cơm với chú gì đây không? Bẩn mà. Cảm ơn. Ủa, cháu quá ông thuật á. Lại về nhá. Cứ nấu quá. Món ăn kia là đi từng cái. Ôi. Ông bảo sắt tí đấy. Ông bảo đứa bên đây mà cổ như thế bó là. Ừ. Sao được ạ? Nhưng mà tiết canh ăn được có thành không? Ừ. Bên này dùng dao cơ. Chắc là bên trên cho dùng kéo à? Bên này dùng kéo. À, bên này dùng kéo. Bên này dùng kéo. Bên này dùng kéo. Bên này dùng kéo. Đó, đi bảy chín mà con lạc lòng bơ. Con này tắng là tắng hả luôn. Canh trâu cơ. Á nhô là đúng con năng nô. Ờ, con năng nô chỉ cây. Con năng chỉ tắng nô mà tắng hả nô. Đúng rồi cháu. Cái cậu hỏi lấy tao vào đây. Cuối nó ngon nha. Mai mới có hỏi không?